nhớ là phải từ 17 cân trở lên, nói chung là phải 4 tuổi trở lên cho em nhé mọi người ơi, 4 tuổi trở lên có 99.000 một cái, đẹp lắm, 99.000 cho em, không đẹp không lấy tiền luôn á. Đây này, các chị nhìn thấy để người em xấu xấu này mà nó đẹp như này, nó tôn cái váy rất là đẹp luôn á mọi người nhá. Đây màu cam này, đó xanh cam này, hồng này, 18 cân đến 28 cân, 99.000 cho em nhá. 99.000 mà đây lên là 23 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em nhá. Công chúa em có 3 màu 4 màu, công chúa trắng hồng vàng be, trắng hồng vàng be xanh. Công chúa là trắng hồng vàng be xanh cho em nhá. Rồi chị nào lấy đi comment đây là mã số 23 kèm cân nặng đi là có đơn nha các bác ơi. 23 99.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. 23 cho em đi. 23 kèm cân nặng cho em đi là có đơn. 23 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. Đây cái này tặng luôn. Đó, nó hết luôn. Cái này size gì? Size 23 cân à? Size 22 cân. Rồi cái này lên cho em tiếp váy tầng nhiều màu này. Váy tầng nhiều màu ở sau á. Váy này công chúa này là mã số 10, 189.000 hàng công chúa cao cấp nhá. Cái này là 10 nhá. Ở sau là 10 cho em này. 10 xanh này, 10 màu vàng này. Đó, 10 màu trắng này. Ui đẹp nhỉ. Đẹp quá. Tinh thần đấy. 10 màu trắng này. Đấy cái này lên là 10 cho em nhé mọi người nhá. Mã số 10 cho em. 10 189.000 váy công chúa nhá mọi người ơi. Váy công chúa này là 10 cho em nhá. Váy công chúa này là mã số 10 cho em. Chị nào lấy 10 thì comment đây là 10 nhá. Đó, màu hồng đẹp chưa? Rồi ok. Rồi 23 rồi ok này. Lên tiếp cho em mã này lên là 24 này. Mã này lên là 24 cho em nhá. Thôi lên 1 2 mã váy là xong rồi em lên bộ nha mọi người nhá. Mã này lên cho em nào. Không chọn màu đâu. Size cho bé là từ thôi chốt luôn 22 cân không lựa màu này. Size 17 cân đến 22 cân không lựa màu cho em này. Cho hết luôn 69.000 cho em. 69.000 một cái thôi ạ. Cái này em bán lộ vốn này, 69.000 váy pha màu cho em 22 cân quay đầu. 69.000 một cái, chất là thô boy mềm cho em nhá. Không lựa màu đâu các chị yêu nhá. Cái này còn 20 cái tặng 69.000 cho em, mã số lên là 24 đi. 24 nhá. Áo khoác là ok, lên áo khoác em còn tầm chục cái tí này em lên luôn nhá. Mọi người ơi tương tác chia sẻ like cho em với đi. 24 cái này lên là 24 kèm cân nặng đi mọi người ơi. 24 kèm cân nặng 69.000 thôi ạ. Thề bán cái này lỗ mất 20.000. Lỗ mất 20.000. Nhập 90.000 bán 69.000 đây này. Còn size cho bé này. Còn size cho bé là 17 cân đến 22 cân. Mã này lên là 24 cho em nhé mọi người ơi. 24 69.000 cho em nhá. Váy nền tim mẫu bao nhiêu em? À rồi tí là lên cái nền tim cho các chị nhá. Rồi cái này lên 24 đi các bác ơi. Size từ 17 cân đến 22 cân và không lựa màu 69.000 cho em. Chốt con này là 24. Chốt con này cho em mã số là 24 đi nhá. Mà không lựa màu đâu vì có mấy màu này thôi này. Không lựa màu đâu các chị nhá vì nó lẫn màu lẫn size nhá. Hàng lẻ size còn 20 cái tặng 69.000 một cái thôi ạ. 24 cho em đi. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các bác ơi. 24 kèm cân nặng cho em. Các chị không cần comment nhiều lần quá đâu. Chẳng hạn như cái mã hàng số 10 này các chị đặt rồi là sẽ có. Vì nhà em in đơn bằng hệ thống mà mọi người ơi, không phải viết tay ngày xưa đâu mà thiếu đơn đâu. Nhà em tí này em in một loạt ra luôn nhá mọi người nhá. Là yên tâm có đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em là được nhân viên gõ chốt đơn nhá. À, rồi cái này lên là 24 nha mọi người. 24 69.000. Đấy có ai bán rẻ nha em không? 69.000. 69.000 cho em bán cho vui mà. Rồi bắt đầu lên áo khoác đồ bộ nha. À, em nói lại một lần nữa là váy cầu vồng là mã số 10. Váy cầu vồng, váy công chúa là cầu vồng là một loại đấy. Mã số 10 là bao nhiêu? 189.000 không đẹp không lấy tiền luôn nhá. Cái đấy là không sẽ không lên được đâu tại vì chắc hết rồi á. Cái đấy chắc hết rồi vì hôm nay về có 200 hàng mà em bán gần hết rồi. Rồi cái này lên là 24 đi mọi người nhá. 24 này, 69.000 một cái. 69.000 cho em. 69.000 đồng cho em. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 24 nha, 24 nha mọi người nha. Đó 69.000 thôi. 69.000 đẹp nhờ. 69.000 cho em nhá mọi người nhá. Phải pha màu cho em này. À, cái này từ 4 tuổi trở lên mới mặc được nhá mọi người ơi. 4 đến 6 tuổi cho em, 4 đến 6 tuổi cho em. Bé nào mà cao cao gầy gầy thì 7 tuổi mặc cũng được nha mọi người nhá. Tại vì cái dáng này là nó dài, đây là cái này nó rất là dài từ 4 đến 7 tuổi cho em. 22 cân quay đầu. Lên số điện thoại đi chị ơi, điểm điểm lên số điện thoại đi chị ơi. Điểm điểm này. Thanh Hà lên số điện thoại đi chị ơi. Điểm điểm này, Thanh Hà này, Mini Nhon này, à quên Uyên Mini Nhon này, lên số điện thoại, không có số điện thoại không chốt đơn nha. Không có số điện thoại không chốt đơn. Các chị lên số điện thoại đi, ba chị nhá. Ba chị liền nhau luôn đấy, lên mã hàng đầu tiên phải lên số điện thoại đúng số cho em. Các chị lên cho đúng số nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 24 đi, 24 nhá mọi người ơi. 24 cho em nhé mọi người. 24 cho em với giá là 69.000 cho em nhé. 24 69.000 thôi. 69.000. Rồi lên cho em cái set. À đây đây trời, lại còn mấy con máy này. Không không. Cái này phải tơ này. Cái này lên không phải lên một lượt rồi này. Trở lên lượt 2 rồi. Cái này lên là 15 này. 15 size 15 cân đến 25 cân cho em. Mã hàng 15 101 cho em này. Ừ cái này lên là 15 đi. Đấy ba cái chị em vừa đọc tên các chị lên số thoại đi.
101 cho em nhá, tơ rất là mềm. 101 một cái cho em. Đấy các chị ơi, ở chợ lớn Ninh Hiệp đang nhập là nhập xỉ nhá, 125.000. Em bán 101 chơi máu không? Ok nhá. Cho thử thoại thấy không? Rồi các chị cứ lên đúng số cho em là được nhá, trên một dòng đi, cố gắng là viết trên một dòng cho em. Mãi hàng cân nặng kèm số thoại trên một vòng thôi nhá, để in đơn cho nó dễ nha mọi người ơi. Rồi cái này lên có lên được bộ chưa nhỉ em? Chứ chuyên váy với bộ thì không em bộ bán gì. Lên thêm một hai mã váy nữa xong em lên bộ luôn. Cái này lên là 15 màu hồng này. 15 váy tơ nhá mọi người ơi, bên trong có một lớp lót cho em này. Cái này không hề nóng luôn á, cái này mặc nhẹ sướng lắm. Đây, mà cái này lúc nãy có 30 cân. Sang Nguyễn lên số điện thoại này. Sang Nguyễn á? Sang Nguyễn lên số thoại kìa. Sang Nguyễn lên số thoại, đây là mã số 15 cho em nhá. Shop ở Thanh Hóa. Shop ở Thanh Hóa nha mọi người. Sang Nguyễn lên số thoại này. Điểm điểm này. Điểm điểm lên số thoại kìa. Chị nào không có số thoại này không chốt đâu. Cái này lên là 15 màu hồng, 15 màu trắng váy tơ cho em này, 15 lên cho em màu nâu be này, màu này rất là tây. Toàn màu tây thôi. Rất là đẹp, 15 cho em là 101 một cái thôi ạ. Size 15 cân đến 25 cân cho em nhá. 15 cân đến 25 cân 101. 101 cho em lên cân cân nặng kèm màu nhá, cân nặng kèm màu đi. 15 cho em, chị nào lúc nãy đặt rồi không phải đặt lại đâu nhá. Chị nào lúc nãy đặt rồi không phải đặt lại đâu ạ. Nhớ nhá, đặt rồi không phải đặt lại đâu nhá mọi người ơi, lên lần sau là đã giảm size rồi nhá mọi người nhá. Đầm hoa ren lúc nãy là đầm gì nhỉ? 15. Cái này lên là 15 cho em, kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá mọi người nhá. Hồng này, 15 trắng này và 15 cho em là màu nâu này. 15 cho em, 10 từ 15 cân đến 25 cân luôn. 101 một cái. 101 một cái cho em nhá. 101 một cái cho em. Cái set học sinh thì còn size gì em? Size 18 cân đến 22 cân à? Rồi ok, cái này lên là 15 cho em nha các bác nhá. 15 cho em này, váy tơ mềm cho em này, màu màu hồng này, màu trắng này. 15 lên cho em màu nâu này. Đó, màu vàng nâu cho em đẹp lắm, rất là nhẹ nhàng mềm. 15 cân cho đến 25 cân. Váy 40 cân em hẹn chị 2 3 hôm này nhá. 40 cân 2 3 hôm là mới có nhá. Bây giờ không có 40 cân. Rồi chị nào lấy có lên là 15 cho em là có đơn nhá mọi người ơi. 15 này. Rồi lên cho em một con váy hoa tơ này. Hoa tơ này rất là đẹp này. Bây giờ bao nhiêu 25 ạ? Đây, cái này lên cho em là số 25 này, 25 váy tơ này, váy tơ hoa nhá mọi người nhá. Cái này lên tơ hoa cho em size 15 cân đến 28 cân này. Mã số 25 đúng không? Lên cho em con này dài tay 25 này, mã số 25 tặng luôn các chị luôn này. 109.000, 109.000 con này mã số lên là 25 đi. 25. Váy tầng là 189.000 thôi ạ. Váy tầng 189.000 hàng hot hit luôn á, cái đấy là đang rất là hot luôn. Rất là hot luôn ấy. Rồi cái này lên cho em này, tơ cam này, tơ xanh và tơ vàng cho em. Đây tơ vàng cho em nhá. Chị nghe cân nặng. Nghe cân nặng đi, 15 cân đến 28 cân cho em con này nha. Cho em là có đơn nhá mọi người.
vàng cho em này. Để rất là đẹp luôn cho em phái công chúa đợt sau có 35 cân không? À, từ từ đã em xem nghiên cứu cái nào. À, ok nhá, tại đây là 25 cho em nhé mọi người nhá, 25 cho em, 5 hôm là sẽ thêm về thêm công chúa nhá, 5 hôm là sẽ về thêm công chúa nha các chị. Rồi, cái này lên cho em là 25 vàng, 25 hồng và 25 xanh cho em, 25 xanh 109.000 cho em nhá. 109.000 cho em nhé mọi người nhá, 109.000 cho em. 109.000 cho em, 25 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá. Cho em này 115.000 một cái thôi ạ. Phong size cho bé là từ 20 cân.
sau chị làm số to hơn. To hơn, nó đắt hơn. Rồi ok nha, 20 công chúa sau sinh thế số ơi, trời ơi xinh lắm thôi, đẹp lắm. Nhưng mà chắc là nấm lớn nấm mặt đâu nhỉ. Ok 27 cho em nha các bác ơi. 27 chứ không phải 26 đâu, 27 cho em nhá. 27 cho em là 115.000, còn mấy cái em tặng nhá, 115.000 cho em thôi, size đến 27 cân. 26 29.000 là cái set sọc kia nhá. Rồi 27 xanh hoặc là 27 trắng cho em nhé mọi người ơi. Đây là cổ liền nha mọi người nhá. Cái này là cổ liền cho em nhé mọi người. Cổ liền cho em nhá. 27 kèm cân nặng cho em nè. À, đầm tầng là đầm công chúa nhưng mà hoa tay ngắn nhưng mà size được to không? Rồi lên cho em tặng con này.
màu luôn. Nhưng mà không lựa màu đâu nhá mọi người ơi, không lựa màu cho em, mã này lên là 28, kèm cân nặng cho em và có đơn nhá, 40.000 đồng cho em. Chị nào lấy 28 thì comment cho em là 28 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em bộ Vitamin em không có nhá. 28 nhá mọi người ơi, 28 40.000, 40.000 cho em nhá mọi người. 40.000 đồng, size là từ 13 cân đến 30 cân nhưng mà tầm từ 2 đến 6 tuổi thôi ạ, vì cái này là dáng baby doll là nó sẽ ngắn. Dáng baby doll là nó sẽ ngắn nhá mọi người nhá. 28 comment đúng số là 28 nhá. 28 cho em. Các chị cứ comment đúng mã số nhá mọi người nhá, kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em nhá. Chia sẻ like để không bị ẩn comment. Còn 40.000 một cái, trời ơi mặc mát rười rượi luôn. 40.000 chất đuổi cho em nhá mọi người ơi. Cái này là chất đuổi giúp em nhá mọi người nhá, chất đuổi cho em ạ. Cái thời tới không cắn được, chuẩn bị là phải thay máy in. Ok nha, 28 trời bán 40.000 cái chốt nhiều thế. 40.000 đồng nha em, 40.000 đồng nha các bác nha, 40.000, 40.000. Ok nha, 40.000 cho em, 30 con quay đầu 40.000 đi, 40.000 nha. Tặng combo áo sơ mi này, tặng tiếp áo sơ mi này. Em ơi, hôm qua chị vừa vứt mấy cọc ở trong đây, tay em có thấy không em? Đó, một loạt chị vừa vứt ra cho em này nè. Nó nằm ở trong cái chỗ cái váy hay dây đó. Rồi, combo sơ mi này từ 25 cân đến 45 cân cho em. Combo sơ mi mã số này là 29 nha. 29 nha, váy áo sơ mi size từ 25 cân đến 45 cân. Áo sơ mi combo 2 cái và chỉ có chỉ có 69.000 thôi, 69.000 đúng không? Combo sơ mi là mã số 29 đấy, 69.000 nhá mọi người nhá. Hai cái bán, hai cái bán một cái đâu, bán combo luôn. Combo hai cái có 69.000 một cái, 69.000 một đôi, là tức là hai cái áo nhá. Bộ sau màu đỏ cho em xem rồi, ok em lên hết cái này em sẽ lên đầu bộ nha các chị ơi, đồng ý lên đầu bộ chưa? Để lên đầu bộ này, tại vì máy đang chốt nhiều quá nên đầu bộ hơi tiếc. Ok nha, mã số lên là 29 nhá. 29 nhá. Combo 29 69.000. Combo 29 69.000 đồng cho em. Combo mã số 29 69.000 cho em, size 25 đến 45 cân cho em nhá mọi người nhá. 25 cân đến 45 cân cho em, 69.000 một đôi áo cho em nhá mọi người nhá. Váy hoa chị mới cầm đi chị ơi, váy hoa mới cầm mà. À váy hoa để sang nhí nhé. Ok. Rồi chị nào lấy đi comment combo là 29 cho em đi nhá. 29 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em nhá mọi người. 29 cho em. Máy từ giờ đến Tết em nhiều máy lắm, yên tâm. Rồi ok nha, đầm 40 cân em không có đâu các chị ạ, đầm 40 cân em không có nhá. Rồi cái này lên tiếp cho em mã số 30 này. Máy sốt sau mã 17 đúng rồi, máy sốt sau là mã 17. Rồi cái này lên cho em này, mã số, đây váy hoa em vừa cầm là mã số 30 đây ạ, 30 nhá mọi người ơi. 20 cân. Size 12 đến 20 cân cho em này, 55.000 một cái. 55.000 cho em mã này lên là 30, mã số 30 đi. 30 kèm cân nặng cho em là có đơn đi. 30. Em mới làm mình màu xanh đi nhỉ. Cái váy kia làm mình màu xanh đi nhỉ. Xanh đẹp. Xanh đẹp chết đi được nhỉ. Rồi ok nha. Cái này lên cho em này. Xem váy cầu vồng ở sau. Cầu vồng ở sau là mã số 10 cho em nhá. Cầu vồng ở sau là mã số 10, 189.000. Rồi 29 đi. Cái này lên cho em là mã số 29 này, 55.000 một cái nhá. 12 cân đến 20 cân cho em và từ 2 đến 6 tuổi. 2 đến 6 tuổi cho em là mặc vừa, 20 cân quay đầu cho em nhá. 20 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Đang review đầm chốt nhiều mà. Biết là chốt đầm nhiều nhưng mà tại không còn size lớn đấy mọi người ạ. Không còn size lớn đầm ấy. Rồi chị nào lấy đi comment lên con này cho em mã số lên là 30 đúng không? 30 không có 8 cân. 30 này, 30 cho em, size 12 đến 20 cân này, 55.000. 55.000 cho em. 55.000 đồng cho em nhá. Không lựa màu đâu mọi người nhá, không lựa màu đâu, không lựa màu cho em nhá. Mã số 30 kèm cân nặng cho em là có đơn. 30 cho em, không lựa màu đâu nhá. 30 cho em,
em 119.000 một bộ chất da cá nha, bằng bán bằng cái váy luôn. Bán bằng cái váy chất da cá cho em rất là đẹp luôn, thêu này, nhà em thêu rất là đẹp luôn nhá. Bộ này lên cho em là váy tầng phía sau à, vẫn muốn lên váy tầng phía sau hả? À, bộ này là 04 đi, 04 cho em nhá, 15 cân đến 30 cân, 32 cân quay đầu. Bộ 04 này, 04 cho em với giá là 119.000 một bộ cho em nhá. Váy nhiều tầng ở sau 189.000 thôi các tình yêu ạ. Rồi cái này đây là 04 cho em nhá mọi người ơi. Bộ em có màu vàng và màu hồng và em có 20 bộ thôi, 119.000, 15 bộ. 119.000 cho em 04 chất da cá nhá mọi người ơi, đẹp siêu đẹp luôn. Đấy, bộ này hàng Quảng Châu rất là đẹp. 04 nhá, hay gì? Ok. Là tên là yêu đó. Ok, chị nào lấy 04 comment 04 cho em nhá. Đầm tầng ở phía sau là mã số 10. Đầm tầng ở phía sau là mã số 10. Đầm tầng này lên cho em là mã hàng số 10 cho em nhá. 189.000 mã số 10 công chúa cho em full size 15 cân đến 25 cân. 15 cân đến 25 cân, mã này là 10 cho em nhá. 10 kèm cân nặng cho em là có đơn 15 cân đến 25 cân, 3 đến 6 tuổi, 3 đến 7 tuổi cho em. Mã số 10, 189.000 cho em, mã này là 10 công chúa nhá. Đầm là công chúa cho em mã số 10 cho em, màu trắng, màu hồng, màu be và màu xanh. Trắng, hồng, be, xanh cho em, mã hàng số 10 cho em nhá. 10, 189.000. 189.000 mã số 10, 15 cân đến 25 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 25 cân, đầm đỏ là 22 cân chị ạ. Đầm đỏ là 16 đúng không? Đầm đỏ là 16 nhá. Đầm đỏ này là mã số 16 nhá. Đầm đỏ này là mã số 16. 16, 149.000, 17 cân đến 23 cân, này là 16 nhá. 16 nhá, cái này là 16 cho em nhá. Rồi ok đây, tiếp đầm này. Lên từ 12 đến 25 cân ạ. Từ size đó, size nhỏ nhỏ này. Đâu, cái này lại L này. Từ size nhỏ đi, size số 1 và 12 cân. Từ 12 cân đến 25 cân cho em váy 2 dây này, 2 dây nơ bèo này. 25, 27 cân không lượng màu nữa. 27 cân không lượng màu đâu, cái này em tặng cho chị 70.000 một cái này. Đẹp lắm, váy 2 dây này. Mấy? 70.000. Rẻ nhờ, nên bán 70.000 rẻ quá. Rồi cái này lên cho em váy 2 dây nơ này, 2 dây buộc nơ cho em nhá. Size 10 cân đến 27 cân, 10 cân đến 27 cân 70.000 nhá. Mã này lên là 3 mấy đây em? 31, cái này lên là 31 cho em đi. 31 70.000 nhá. Các chị comment là mã số 10 chứ đừng có comment là đầm tầng đầm gì hết. Comment là mã số 10 cho em nhá. An Nhiên có 10 rồi, ok. Mặt trời lạnh 10. An Nhiên lên số điện thoại đi. An Nhiên lên số điện thoại đi. Các chị lên số điện thoại đi, đỡ phải mất công gọi số điện thoại nhá mọi người nhá. Cái đầm tầng đấy là size đến 25 cân cho em nhá. Còn 5 hôm là sẽ về size to, cái đầm số là đầm 10 đấy nhá. Rồi cái này lên cho em màn ảnh này là 3 mấy nhá? 31 á. 31 vừa lên bộ rồi mà. À 04 chứ nhỉ. Mã số 31 cho em này, 70.000 đồng cho em, size cho bé là từ 10 cân, 12 cân đến 27 cân nhá mọi người nhá. 12 cân đến tầm 25 cân cho em đi. Màu hồng, màu trắng, màu vàng nhưng không lựa màu, 70.000 cho em, mã số lên là 31, kèm cân nặng cho em là có đơn. Mặt sau có dây thắt eo, cái này chất liệu của nó là von hàn, rất là mềm. Mã số là 31 cho em nhá mọi người nhá. 31 kèm cân nặng cho em là có đơn. 31 cho em với giá là 70.000, 31 70.000 cho em nhá. 31 70.000 cho em. 31 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. 31 cho em này, cái phần vai này, cái phần vai này là nó liền xong rồi, các chị buộc cái nơ này cho em nhá mọi người. 31 đi. Mã này lên là 31 kèm cân nặng cho em. 31 nha. À lên bộ à, ok. Rồi ok nhá. Đầm tầng công chúa giá bao nhiêu? Đầm tầng 189.000 nhá mọi người nhá. Đầm tầng là 189.000 cho em. Rồi 31 cho em nha mọi người ơi, mã số lên là 31 cho em nhá. Comment đúng số lên. Các chị lên kèm cân nặng đi các chị ơi. 31 kèm cân nặng đi. 31 kèm cân nặng là mới có đơn nha các chị, tại vì cái này là hàng lẻ size. Size từ 12 đến 25 27 cân quay đầu không lựa màu, 70.000 một cái nhá. 70.000 cho em này, chất von hàn nó mềm lắm, cái này không bị nhăn bao giờ luôn á. 31 kèm cân nặng, không lựa màu cho em nhá. Không lựa màu 70.000 cho em nha các chị nhá. 70.000 cho em 31. 31 cho em. 31 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các bác nha. Mặt sau này rất là xinh luôn cho em nha mọi người nhá. Từ 2 đến 25 cân, 27 cân thì 2 đến tầm 6 tuổi cho em là mặc được nhá. 2 đến 6 tuổi cho em nhá mọi người nhá. 2 đến 6 tuổi cho em nhá. 31 có áo len, em có áo len nhá. 31 đi, cái này lên là 31. Thấy chị
Paris An Nhiên này, các chị cứ lên đúng số và kèm số thoại là em thấy hết nha mọi người. Tại vì nhà em chốt bằng máy không sót đơn được. Chia sẻ like để không bị ẩn comment là được nha mọi người nhá. Không cần em đọc chốt đâu ạ. Chia sẻ like cho em là được nha mọi người. Đấy, tương tác chia sẻ like, thả tim thả like đi nào. Để không bị ẩn comment cho em 31 đi. Cái này lên là 31, 70.000 cái nhá. 70.000 cho em 31 kèm 04 màu vàng cho Trang Nguyên ok. Rồi ok nhá, 31. Cái này lên là 31 size 25 cân quay đầu cho em này. Xinh lắm, cái này rất là đẹp luôn. Mã hàng 31 có 70.000 thôi ạ. 70.000 một cái cho em đẹp cực kỳ luôn. 70.000 cho em nhé mọi người nhá. Chị nào lấy 31 thì comment là 31 kèm cân nặng cho em váy nơ 12 đến 25 cân. 12 đến 25 cân 70.000 cho em. 12 đến 25 27 cân cho em 70.000 cho em nha các bác nhá. 70.000 cho em. Chị nào lấy 31 thì comment cho em là 31 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 31 rồi qua nãy nha. Yeah.
len lông thỏ hàng cao cấp rất là dày, càng mặc nó càng lì chất các chị ơi. Cái len này nhà em không bay chất luôn đấy mọi người ạ, không hề bay chất hàng Quảng Châu nhé mọi người nhá. 34, cái này lên là 34, size từ 35 cân đến 50 cân, có một vài cái size từ 25 cân đến 30 cân nhé mọi người nhá, có một vài cái thôi, còn đâu là size 35 cân hất lên hết. Các chị lên cân nặng cho em đi, 34 nhá. Bye bye em hết rồi đấy. Cái này lên là 34, áo len 140.000. Trời ơi, cái này bên ngoài đang bán 300.000. Em thề các chị nhận cáo ngất luôn. Đang bán 300.000 ở bên ngoài nhà em bán 140. Ở chợ Ninh Hiệp đang xỉ là 165.000 một cái này này. Rồi ok nhá, hàng Quảng Châu ấy. Rồi lên bộ cho em này. Lên bộ cho em nhá, còn cái bộ xuất hàng em tặng luôn này. Bộ xuất hàng này em tặng các chị luôn, cho hết luôn này. Bộ xuất hàng của bé trai nhé mọi người, em tặng đồng giá luôn 69.000 một bộ. Size gì? Size từ 20 đến 30 cân ạ. 23 đến 30 cân cho em này. Chị ơi áo áo pha em hết nha. Áo pha em hết rồi. Rồi lên bộ của bé trai đi. Bộ của bé trai, bộ xuất hàng nhá. Bộ xuất hàng 69.000 một bộ, size từ 23 cân đến 30 cân cho em bộ bé trai này. Và còn 2-3 bộ bé gái size 20 cân. 2-3 bộ bé gái size 20 cân tặng 69.000 một bộ, còn 10 bộ tặng 69.000 cho em nhá. Chưa bằng một cái váy, trời ơi. Đủ chết nhỉ. 69.000 cho em. 69.000 cho em. Mã hàng lên cho em là 35 kèm cân nặng nhá. 35 kèm cân nặng bộ bé trai cho em, không lựa màu đâu mọi người ạ. Không lựa màu cho em đâu nhá. Váy bé cầm đó bao nhiêu? Váy nào chị nhỉ? Váy cầm á, đâu nãy giờ em đang lên bộ chứ. Em đang lên bộ mà. Cái này lên là mã số 35, bộ xuất hàng của bé trai cho em nhá. Còn tầm chắc tầm chục hay 20 bộ gì đấy, size từ 20 cân đến 30 cân cho em này. 69.000 một bộ cho em quần đây. Chị xin chị lên số điện thoại đi ạ. Các chị lên số điện thoại nhá mọi người nhá. 69.000 cho em. 35 kèm cân nặng cho em nhá. 69.000. Quỳnh Vi lên số điện thoại kìa. Quỳnh Vi lên số điện thoại chứ gì mà để đơn ở dưới đây kinh á. 69.000, 35 kèm cân nặng cho em nhá mọi người ơi. 35 kèm cân nặng. Có dạ, áo dạ có dạ nhá, có dạ nhưng mà còn ít thôi. Áo dạ thì tầm mấy hôm sẽ về nhiều hơn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em này. 35 đúng không? Mã số là 35 đi. Bộ hàng bé trai nhá. Rồi lên tiếp cho em mã số 36 này, tiếp bộ này. Váy tầng là mã số 10 các chị ơi. Mã nó chia trước cái váy tầng đi, cả váy váy công chúa đấy. Váy công chúa đây là mã số 10 nhá, 189.000, size 15 cân đến 25 cân. 15 cân đến 25 cân, mã này là 10 cho em nhá. Mã số 10 màu xanh này. 10 công chúa màu vàng này. Cái này là màu be vàng ấy, màu vàng đậm ấy, đẹp lắm. 10 cho em màu hồng này. Và 10 lên cho em là màu trắng này. Đó, cái này lên là mã hàng số 10 váy công chúa tầng cho em. 15 cân đến 25 cân nha, 189.000 mã số 10 nhá. Mã số 10 cho em nhé mọi người nhá. 10 kèm cân nặng đi là có đơn nhá. 10 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. Công chúa tầng cho em là 10 nhá mọi người ơi. Rồi, lên tiếp cho em bộ nha mọi người nhá. Đâu nhỉ? Đây, rồi lên cho em bộ này. Lên cho em bộ da cá rất là đẹp luôn. Bộ Louis Vuitton này size gì đấy? Size số 9, số 30 cân. Rồi lên Louis Vuitton chi rồi lên bộ cho em nhé mọi người nhé. Lên bộ có nón này. Mã tiếp theo lên cho em là mã số 36 này. Lên cho em mã số 36 này. 36 cho em này. Con này có form size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân cho em nhé. 17 cân đến 30 cân bộ có nón cho em này. 129.000 một bộ. 129.000 một bộ, lên cho em mã số lên là 26 cho em. 36 chứ nhỉ. 36 cho em màu hồng này. 36 lên cho em màu vàng này. Đó, màu vàng cho em bộ Givenchy cho em, chất liệu của nó là da cá cho em, bằng cái váy luôn. 129.000. 129.000 một bộ cho em mã số lên là 36 nhá. 36. Em thuần có thôi chị ơi, không có màu vàng này. 36 lên cho em màu đỏ này. Đó, rất là đẹp, chất liệu là da cá cho em, có pha sườn sọc rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cái này đây là 36 đi. Các chị ơi, đặt dù không phải comment lại đâu mọi người nhá, chỉ cần đặt 100. Một lần thôi. 129.000. 129.000. Lên con này cho em là 36 nha mọi người. 36 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 129.000, form size là 17 cân đến 30 cân cho em. Chất liệu của nó là da cá đẹp lắm. Cái này chất không bay không xù cho em nhá mọi người nhá. Rất là mặt trời chất. Lạnh lên số điện thoại đi chị ơi. Mặt trời lạnh lên số điện thoại. Mặt trời lạnh lên số điện thoại kìa. Bộ 40 cân em có. Đây có 40 cân không? Có nhá. Có 40 cân ạ. Rồi cái này lên là 36 cho em đi.
con chuối cầu vồng hiện tại hết rồi các bạn, hết rồi nha. Rồi lên bộ ngựa này, lên bộ ngựa cho em, bộ này rất là ngon luôn. Rồi lên cho em mã bộ tiếp theo này, mã số đẹp nhở, bộ này đẹp lắm các chị ạ. Mã số bao nhiêu nhở? 37 đi. Cái này lên cho em mã số 37 bộ ngựa nha mọi chị người. Chị lên lấy bộ thì lên số điện thoại đi chị ơi. Bác chị ơi comment bộ đi nha mọi người. Mã này lên cho em là 37 cho em này. Đây cái này có cạp nha mọi người ơi, cái này em có cạp này. Mã này lên là 37 cho em này. Size cho bé là từ 15 cân đến 32 cân cho em nhá. 15 cân đến 32 cho em bộ ngựa này. Bộ ngựa cho em nhá, cũng tặng 100 cái em xem các chị luôn này. 139.000 một bộ cho em. 139.000 cho em. Mã này lên cho em là 37 cho em nhá. Một bộ mã số 36 là 129.000, còn bộ ngựa này là ngựa theo này, 139.000 nhá. 139.000 cho em bộ này lên là 37 đúng không? 37 cho em này, chạy cạp này. Cái này có cạp này rất là đẹp luôn cho em nhá. 37 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá mọi người nhá. 37 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. 37 cho em màu đỏ này, đẹp lắm. 37 lên cho em màu nâu này. Màu nâu cho em 37 này, 139.000 nhá. 37 lên cho em màu hồng này. 37 lên cho em màu hồng này, 139.000. Và 37 lên cho em màu đen, 37 lên cho em màu đen nhá, 139.000 cho em bộ clean cho em ạ. Form size là 15 cân đến 22 cân, à đến 32 cân. 15 cân đến 32 cân cho em với giá là 139.000 thôi. Chất này là, cái này là dạng là da cá nhá mọi người nha. Co giãn 4 chiều rất là đẹp luôn. Từ 4 tuổi trở lên là mặc được rồi ạ. 4 tuổi trở lên, đây là mặt sau này. Em cho các chị xem đây là mặt sau này. Màu đen này, 37 lên cho em màu hồng này. 37 cho em màu hồng này. 37 lên cho em màu nâu này. Đó, màu nâu cho em nhá mọi người nhá. Bộ LV kéo khóa còn nhá. 37 cho em màu nâu này. 37 lên cho em màu màu đỏ này. 37 cho em màu đỏ này. 139.000 một bộ. 37 cho em, comment là 37 cho em. Đây là mặt, các chị ơi cái cạp này là có, cái áo này có cạp nha mọi người nhá. Tại vì em cấp lên lại nhìn cho trông nó ngắn thì nó đẹp ấy. Chứ còn áo này là có cạp này, có cạp chạy chữ này, quần cũng có cạp chạy chữ này. Rất là xịn xò luôn, rất là xịn xò, bộ này đẹp lắm. Clean, một clean cho em, mã này lên là 37 cho em nhá. 37, 139.000 cho em bán bộ da cá và bằng váy. Bán bộ và bằng váy luôn ấy. Rồi, màu đỏ này, màu nâu này, màu hồng này. 37 cho em nhá mọi người, 139.000 một bộ thôi. Binh Thị Mai có 36 rồi. Nhi Ngắn Vũ có 36 rồi. Ok, cái này đây là 37 bộ ngựa cho em nhá mọi người. Chị nào lấy bộ ngựa thì comment là 37 kèm cân nặng cho em và có đơn nha. 37 cho em. 139.000 một bộ nhá. 139.000. Form size cho bé là từ 15 cân đến 32 cân cho em nhá. 15 đến 32 cân cho em. Chị nào lấy thì comment đây là 37 nhá mọi người nhá. 37 đi. 37 kèm cân nặng cho em và có đơn nhá. Để bỏ cái váy công chúa xuống hết rồi. Con
39 cho em này, 39 nha mọi người ơi, em cũng tặng các chị luôn này. Size cho bé từ 10 à bây giờ 25 cân đến 45 cân cho em bộ này 129.000 một bộ. 129.000 mã này lên là 39 nhá. 39 cho em 129.000 luôn. 129.000 phong đại nhá. Cái này 1m25 trở lên mới mặc được, 1m3 trở lên mới mặc được. Từ 25 cân chất liệu là da cá nhá mọi người ơi. Cái này nhà em là da cá hết nha, toàn bộ hàng bộ nhà em là da cá hết nhá mọi người nhá. Da cá rất là đẹp, các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. 39 129.000. Từ 25 cân đến 45 cân cho em ạ. Từ 1m25 trở lên đến 1m50 quay lại nhá. Mét rưỡi quay lại, váy hoa ngoài sau cái này hả chị? Ok, đợi xíu. Cái này hết rồi, cái này còn chắc tầm 10 cái đó. Quên để treo cái đấy. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em mã này lên là 39 nha mọi người nhá. Hàng da cá cho em đẹp lắm. Cái này có nón nha mọi người ơi. Có nón cho em mã số lên là 39 nhá. 39 129.000 một bộ thôi ạ. Còn số điện thoại của bác ra đây đúng không? 129.000 một bộ cho em. 129.000 một bộ cho em nhé mọi người nhé. 129.000 mã này lên là 39 cho em đi. 39 kèm cân nặng cho em là có đơn. 38 em hết nha mọi người. Bé gái 9 cân em không có rồi nhé. Em bán toàn size nhớ đại là chính đấy. Cô chị nào lấy bà 39 thì comment cho em là 39 nha mọi người nhé. 39 kèm cân nặng cho em là có đơn. 25 cân đến 45 cân giúp em nhé. Hàng da cá đẹp lắm. Cái này là theo này, theo Mickey cho em ở dưới này. Đó, rất là khỏe khoắn. Mã hàng 39 đi. Có bán quần jean nào thun bé gái? Quần jean em không có chị ơi. Quần jean thì vài hôm đấy nhá chị nhá. Rồi 39 cho Kim Thoa Nguyễn Thị. Ok này, 39 nha mọi người ơi. 129.000 một bộ cho em. 129.000 47 cân nhưng mà mang cao 1m50 chị nhá. 47 cân cao 1m50 thì mặc được nhá. Tại vì em mặc cái bộ này vừa thì là 47 cân mặc vừa đấy. Rồi áo len lúc nãy 140. Áo len lúc nãy 140 nhá. Rồi chị nào lấy thì comment đây là 39 nha mọi người. 39 kèm cân nặng cho em là có đơn đi. 39 nha. Bắc ca lên cho em này, mã này lên cho em là 40 này, bắc ca cho em mã số bắc ca này, 40 39 129.000. Rồi mã số 40 này, con này có size là 15 đến 20 size gì? 15 đến 20 cân 149.000 một áo nhá, tặng luôn 149.000 cho em, không 1.000 lãi luôn. Không 1.000 lãi luôn cho em này. Đấy lót lông cho em nhá mọi người nhá. Còn lỗ vốn đây này. Bắc ca bốc đi 20 cân quay đầu 149.000 một áo cho em nhá. Còn chưa bằng cái váy. Còn chưa bằng cái váy công chúa luôn. Hot đi áo, hot đi em có không, không áo hot đi em chỉ áo, có áo không có nón thôi. Em có áo không có nón ấy. Rồi bắc ca cho em nhá. Bé trai em không có. Rồi bắc ca bé gái này, mã số lên cho em là 40 ạ. 40 cho em với 149.000 một áo đi. 149.000 cho em màu hồng với màu vàng nha mọi người ơi. Màu hồng với màu vàng cho em. Form size là 15 cân đến 20 cân cho em nha. 15 đến 20 cân cho em này. 15 đến 20 cân cho em. Mã số đây là 40 cho em nhá. Lê Trình 39 rồi ok nhá. Không có 28 cân đâu ạ. 149.000 áo này. 149.000 đồng. 149.000 đồng cho em áo này. Mã này lên là 40 cho em. Áo lên lúc nãy trở lên. Ui ui. Rồi chị nào lấy thì comment đây là 40 hồng này, túi hộp xịn sò lắm. Cái này lót lông rất là tốt, cái lông của nó rất là tốt luôn này mọi người này. Phải đẹp lắm. 40 nha mọi người nhá. 40 kèm cân nặng cho em là có đơn, đây là mặt sau này. Mã hàng 40 nhá. 40 cho em. 40 kèm cân nặng cho em nhá. 149.000 một áo thôi ạ. 149.000 đồng cho em. 40 kèm cân nặng cho em là có đơn. 40 vàng, 40 hồng nha. 40 vàng, 40 hồng. 149.000. 39, 129.000 nhá. 39, 129.000. Cái này 22 cân em có đấy chị ạ. Có 22 cân, chị để lại mã hàng đi nhá. Còn size to thì mà em không đọc chốt. Tại vì là còn có mấy cái thôi. Có 42 cân. Chị Kim. À có 32 cân. Chị Kim Thoa Nguyễn Thị mã 38 không được đâu. Kim Thoa Nguyễn Thị không có mã số 38 đâu nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 40 nhá. 40 cho em nhá. 40 bắc ca cho em 139.000. Bộ nỉ có chị ok bộ nỉ hả? Rồi có bộ váy hoa này là mã bao nhiêu đọc đi này? Váy hoa 101 này. Váy hoa này 101 này, size 15 cân đến 28 cân váy hoa. Mã số 2 mấy? 25. Mã số 25 á? Không phải. Đây này, cái này là đính hạt đây này. Cái này đính hạt đây. Cái này có mấy cái thôi. Bắt đầu 11. 11 cho em lên, mã này là 11 cho em nhé mọi người nhá. Cái này lên hoa tơ có một màu này thôi. Mã số là 11 cho em. 109.000. 15 cân đến 28 cân cho em mã này là 11. Chị Trâm Lê Bảo Trâm lên lại số điện thoại sai rồi thiếu. Bảo Trâm lên lại số sai số điện thoại. Trâm Lê Bảo Trâm nhé. Trâm Lê Bảo Trâm
trăm lên số điện thoại lại nhỉ. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 11 nhá. 11 cho em nhé mọi người ơi, có vài cái thôi mà em hết rồi, cái này lúc nãy hot quá nên hết rồi. Mã số 11 cho em này, 109.000 nha mọi người nhá. Em ở Thanh Hóa, các chị ơi, số em ở Thanh Hóa nha mọi người nhá. Số em ở Thanh Hóa, các chị được kiểm tra thoải mái trước khi nhận. 11 lên cân nặng cho em đi này. 11 lên cân nặng hết rồi, cái này hết rồi. 11 lên cân nặng cho em nhá. Rồi lên tiếp bộ cho em này. Bộ LV có size gì em? Size số 7 chị. Đã hết ạ, à? Số 7 là size gì nhá? Lên chờ neo đi. Rồi lên cho em chuẩn neo này. Anh là size 35 cân hả? Rồi ok, lên con này cho em size cho bé 25 cân đến 35 cân cho em này. 25 cân đến 35 cân cho em. Mã hàng cho em là 41 này, 41 cho em nhé mọi người. 41 cho em 129.000 luôn, 41 này. 41 cho em nhé. Sao lại đồng giá 30k? Em có để cáp đồng giá 30k đâu. Bán gì 30k vậy? Rồi ok nhá. Cái này lên cho em mã số lên là 41 cho em bộ chờ neo cho em, chất liệu là da cá này, size từ 25 cân đến 37 cân. 41, mã số 41 cho em đầm công chúa. Hiện tại em đã hết, hiện tại em không còn đầm công chúa các chị ạ. Đầm công chúa hẹn 5 ngày nữa nhá. Hẹn 5 ngày là về thêm nhá mọi người nhá. Mẹ con này làm máy lâu đấy. Bốn mốt đi, cái này lên là 41, 129.000 một bộ hàng đại nha mọi người nhá. 129.000 con này lên là 41 cho em chờ neo này. Mina Trần hôm nay có nghe máy không mà chốt đơn đấy. Hôm trước không nghe máy đúng không? 41 đi, cái này lên là mã số 41 cho em màu đen, và 41 lên cho em màu lông chuột là màu ghi nhá. 41 size 38 cân quay đầu cho em nhá. 38 chị Kim Thoa Nguyễn Thị không có đâu chị ơi. 38 Kim Thoa Nguyễn Thị không có nhá. Kim Thoa Nguyễn Thị không có 38 đâu nhá. Bộ này cao 1m50 bao nhiêu cân? 1m50 mặc vừa đấy. Cái này từ 1m25 trở lên nhé mọi người ơi. Từ 1m25 đến 1m50 cho em bộ là chườn neo nhá. Chườn neo cho em 129.000 một bộ thôi ạ. 129.000 một bộ cho em. 129.000 cho em. Mã này lên là 41 cho em nhé mọi người ơi. Form đại nhá. 41 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 41 kèm cân nặng cho em là có đơn. Chị Hương Đào lấy mã nào lên số điện thoại đi chị ơi. Hương Đào lên số điện thoại cho em nào. Hương Đào lên số thoại 43 cân hôm nay em hết rồi ạ. Rồi chị nào lấy Hương Đào lên số thoại đi. Rồi ok nhá, cái này lên là 41 cho em nhé mọi người. Có pha sóng rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó là da cá cho em này. Hàng da cá rất là đẹp luôn nhé mọi người nhá. 41 đúng không? 41 màu ghi và 41 màu đen. 3 cái gì? 38 chị nào ngày mai có. À tí là có là nhân viên nó sẽ đọc đấy nhá. Còn phải chia size xem chị nào vừa nữa cơ nhá. Vì đấy là hàng lẻ size. Rồi chị nào lên cho em con này lên là bao nhiêu nhỉ? Hương Đào ok, 41 ạ. 41 129.000 cho em màu đen và màu ghi nhá. Trai gái đều mặc được bộ này. Hàng sọc, pha sọc rất là đẹp, khỏe khoắn lắm, đẹp lắm. Cái này làm theo form của người lớn nhá. Đây em đang bán đồ bé gái nhưng bán đồ bé trai thôi. Rồi nha. Hoa Thị Nguyễn có 41 rồi ok nhá. Chị nào lấy 41 thì comment cho em là 41 cho em nhá mọi người ơi. 41 cho em 129.000. 129.000 cho em. 129.000 cho em nhá. 41 đi. 41 kèm mà cân nặng kia là có đơn nhá. 41. Đây sẽ tiếp cho em một ngày em xem. Cô Zalo đọc đi em xử lý cái đơn nó đi không đây. 41 này. Rồi lên cho em bộ ở đây. Lên còn cái bóng em này. Tặng luôn này. Bộ này còn size gì em? Rồi còn này size. Còn mấy bộ thì em tặng nhá. Rồi cái này lên cho em 14 đến 20 cân cho em tặng cho em này. 65.000 một bộ. 65.000 một bộ, cái này lên cho em là 42 nhá. Mã số 42 còn có mình màu đen thôi, chất liệu là da cá cho em 42 này. 65.000 một bộ nhá. 13 đến 20 cân cho em đi. 13 đến 20 cân cái dây này có thể à đây cái dây này các chị cho vào đây. 42, cái này lên là 42 đi. Màu đen da cá nhá mọi người nhá. Chất liệu là da cá cho em 42 nha. 42 kèm cân nặng cho em là có đơn đi ạ. 42 kèm cân nặng cho em là có đơn 42 cho em với giá là 65.000 lên đầm sau luôn ok chị. Rồi nhá, Phương Anh Trang 11 rồi ok, Hoa Tơ 15 rồi ok. 42 cho em 20 cân 5 tuổi quay lại nha các chị nhá. Nhớ là 20 cân 5 tuổi quay lại thôi nhá. 42 cho em. Ok em quay lại bộ 41. Rồi ok, 42 cho em nhá mọi người ơi, trai gái đều mặc được bộ này nhá. 42 65.000 một bộ nhá, còn 5 bộ 65.000. 65.000 cho em nhá. Có nhiều bộ bé gái mà. Đây em tặng bộ này cho các chị luôn này. 65.000 luôn. Cái này có size gì em tặng cái bộ này luôn cho các chị này. Size 20 con. Bộ này lên 15, 17 cân.
nghìn luôn cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là 43 đúng không? Ngọc Khánh 43 ok, dùng đơn hồn hồng ok này. Rồi coi đầm là ok. Rồi chị nào lấy 43 thì comment cho em là 43 cho em nhá. Không 17 cân 4 tuổi trở lên. 17 cân đến 21 cân thôi. 17 cân đến 21 cân thì 4 đến tầm 6 tuổi mặc được cho em nhá. 4 đến 6 tuổi mặc được cho em bộ này cho em nhá. Bộ Gingo, chữ Gingo cho em. 43 100 nghìn nhá. Mình xem bộ đen đầu lai có chữ X chờ nhau. Bộ đen có chữ X chờ nhau. Ok. 43 nhá mọi người ơi, X chờ nhau là bộ ở đây. 43 300 nghìn. Bộ X chờ nhau là ấp bắt lần. Chờ nhau là 41 nha. Chờ nhau này là 41 nha mọi người. Đây, chờ nhau là 41 cho em nhá. Bộ chờ nhau 41 129 nghìn cho em này. Đơn trước chị chưa nhận được Ngọc Khánh á. Ui, lâu chưa? Khéo lại về, hoàn về nhà em rồi chứ. Rồi, cái này lên cho em này. 41 đây nhá. Bộ này là chờ nhau này là mã số 41 cho em này. 129 nghìn. Mã số là 41, size 25 cân cho đến 37 cân cho em. Mã này lên là 41 này. Đó, màu đen này, 41 cho em màu ghi này. Đó, nói nhiều số quá loạn số các chị. Tự nhiên nói lúc chả nhớ gì nói cơ. Nói thì bí từ á. Một thiện thao rộng lúc này chỉ bán 79 đúng không? 65 nghìn. Rồi ok nha, chị nào lấy bộ này thì comment cho em là 41 đây nhá mọi người ơi. Trên 30 cân đây, bộ này có đến 3 đến 37 cân. Bộ này 41 có đến 37 cân, size từ 25 cân đến 37 cân. Em có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi 129.000 thôi. 129.000 con này là 41 cho em này. Gọi điện cho em kêu để em gọi thứ 8 mà Ngọc Khánh á. Ví dụ như em kêu thì các ông thì có phát không là điều quan trọng các chị ạ. Đấy, cái quan trọng là người ta phát không chứ em muốn hàng. Ví dụ như hôm nay em bán là mai đến các chị luôn đấy thì là em nhanh được nhận tiền lắm, em thích lắm ấy. Chứ bây giờ em hello cái quần sóc ra kia, chỉ tặng cái quần sóc kia kìa em. Lan Kim 41 rồi ok. Đây quần sóc này size gì em nhớ không? Size to đúng không? Size từ 20 cân trở lên đúng không? 20 cân đến 35 cân đúng không? 40 cân đấy chứ. Rồi các chị ơi, lên em tặng quần sóc này các chị, quần bé trai này. Ui cái này em tặng luôn các chị, quần co bạn 4 chiều cho em nhé mọi người. Quần sóc này size từ 20 cân đến 40 cân cho em, quần sóc bé trai nhá mọi người nhá. 70.000 một cái đi. Rồi ok, cái này lên cho em là 4 máy đây em. Lucky ok. 44 này, lên cho em quần sóc bé trai 70.000 cho em nhé mọi người nhá. 70.000 co bạn 4 chiều bò giấy túi hộp nhé mọi người ơi. Bò giấy túi hộp cho em này, 70.000 một cái luôn, đẹp lắm. Em có tầm 20 cái thôi, tặng 70.000 cho em 44 nhá. Size 40 cân quay đầu cho em bé trai nhé mọi người nhá. 20 cân đến 40 cân cho em, cái này lên là 44 quần sóc cho em này. 44 cho em nhá, 70.000 một cái nhá. Lên cân nặng đi, lên cân nặng nha, cái này phải lên cân nặng cho em mới được nhá. Lên cân nặng cho em 44, 41 là 129.000, 41 là 129.000 cho em, còn 44 70.000 cho em quần bò giấy này, mềm lắm. Em thề các chị nhận cái quần này các chị không nghĩ là mua 70.000 này, nó mềm cực kỳ luôn mà sướng lắm. Cái này con trai nhà em cũng mặc đây này. Bé tự nhiên đang còn sót 20 cái em tặng 70.000 một cái luôn. Các chị quần túi hộp nha mọi người nhá. Túi hộp cho em mã này lên là 44. 44 70.000 nhá. Đây này, túi hộp này. Đây vừa mới gấp ở trong túi ra nên nó chưa khỏi đây. Đây túi hộp lên cho em 44 này. 44 cho em nha, quần bé trai 44 nhá mọi người ơi. 44 cho em đi. 44 cho em mình báo là 70.000 nha mọi người nhá. 44 70.000 cho em. Bộ đát này em còn size 20 cân đến 25 cân này, 100.000 luôn này. Rồi bộ đát này lên cho em 20 cân đến 23 cân ạ. Bộ đát nhá, 20 cân đến 23 cân, 20 cân đến 25 cân cũng vừa đấy chứ. Rồi 20 cân đến 23 cân cho em bộ này đúng 23 cân. Mã này lên là
chị mua được cái gì không? Không mua thì mua cái gì luôn á. Đây này, áo gió mà có 55 nghìn một cái còn chưa bằng một cái áo phông hàng hè. Mã này lên là 46 cho em đi, 46 55 nghìn xả lỗ luôn nha các chị luôn nhá mọi người nhá. Xả lỗ 4 luôn, không lựa màu, không lựa kiểu cho em nhá. Áo gió 46 55 nghìn một cái cho em. Công chúa hiện tại hết rồi, không nhận công chúa nữa nhá. Thôi hiện tại là mấy trăm hàng công chúa em hết rồi, không nhận đơn công chúa nữa, công chúa hẹn các chị 5 ngày nữa nhá. À, rồi, cái này lên cho em là 46 nhá. 46 cho em, 46 kèm cân nặng cho em 55.000 cho em, size 22 cân quay đầu cho em áo gió. Ok Ngọc Khánh 46, Ngọc Giàu Lê 46 thôi ok, Đỗ Thị Vui 44, Nhao Yên 43, 45 rồi ok. Ngọc Nga bộ ngựa là 44 ok. Bảo Trân 24, đặt 24 ký là cái gì đó. Bé Dung 44, đát ok. Bích Điệp 45 ok, Ngọc Khánh 45 rồi ok. Rồi Thị Thư 44 rồi ok nhá. Rồi áo gió là 46 à, 46 đúng rồi. Áo gió là 46, nhân viên nó bảo là lên từ từ thôi để còn in đơn. Không có máy nó bị lót chứ. Rồi chị nào lấy 46 thì comment là 46 cho em nha. 46 cho em nhé mọi người ơi. 55.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. Em dễ nhập 55.000 cái lót lý này. Đó, lót lý các chị mặc ở đi đường cho con. Rất là đẹp. Nó đẹp đấy chứ. Đó, rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. 22 cân quay đầu 46 cho em nhá. À, có nhân viên gọi cho đơn là đi đơn rồi đấy các chị nhá. Rồi bé trai còn mấy cái size 10, size 20 cân này, 17 đến 20 cân này. Bé trai em còn mấy áo gió 17 đến 20 cân cho em tặng luôn 60.000 một cái này. 60.000 áo bé trai nhá. 47. À bây giờ lên đầm 47 cho em. Cái này đây là mã số 47 cho em này. À, tặng luôn áo gió này bé trai size 17 đến 20 cân. 17 đến 20, 22 cân cho em này, 60.000 một cái nhá. 47 cho em 60.000 đi. Lên bộ tiếp nhá. 47 60.000. 47 cho em nhá, 60.000 đồng cho em nhá. Áo gió bé trai. Rồi lên cho em bộ tiếp này, đầm này là mã bao nhiêu thế? Đầm này lên cho em này, đẹp lắm. Rồi lên đầm này cho em này. Đó, 109.000. Đầm bèo này. Mã 19 110. Rồi. Cái này lên cho em mã số 19 này. Cái này lên cho em mã hàng là 19 cho em, size 15 cân đến 28 cân cho em mã số là 19 nhá. 19 cho em này, váy bèo cho em 110.000. 110.000 cho em mã này lên là 19 đi. 19 xanh này. 19 cho em hồng này, váy rất là đẹp. Chị Bùi Thanh Thủy lấy mã nào thì lên số điện thoại đi ạ. Bùi Thanh Thủy comment mã số nhá. Mã ấy là chị lấy bé trai 35 cân ý. Rồi cái này lên là mã số là 19 cho em này. Màu xanh, màu hồng và 19 cho em là màu nâu tây này. 19 cho em màu nâu tây, váy bèo dáng suông ạ. Từ 15 cân cho đến 28 cân cho em với giá là 110.000 cho em nhá. 110.000 cho em nhá mọi người nhá. Chị mới bị ngắt mạng. Ok. Rồi 19 đi, 19 nâu tây này. Bộ tiếp ok. 19 nâu tây này, 19 lên cho em màu hồng này. Và 19 lên cho em là màu xanh này. 19 cho em là màu xanh này. 119.000. À 110.000 nhầm. 110.000 size đến 28 cân cho em nha các bác nha. Size đến 28 cân cho em, mã này đây là 19 nhé. Đầm đỏ này hả chị, đầm đỏ là 16 nhá. Đầm đỏ đây là mã số 16 cho em, size cho bé là từ 17 cân đến 23 cân cho em, mã này là 16 này, 149.000. Lệch với hôm qua 20.000 liền, nhưng hôm nay hết size rồi. 16, cái này đây là 16 nhá. Cái này lên là 16, 23 cân quay đầu cho em. Mã hàng 16, 149.000 cho em, nhận đồ bộ đẹp lắm. Cảm ơn chị Nguyễn Tabi nhá. Hương Đào 19 là ok. Trúc Linh 19 là ok. Váy phía sau là 19. À váy vàng phía sau hả? Con canh nó mặc đúng không? Váy con canh mặc đấy hả? Bé trai nhà em không có đâu các chị ạ. À, nhà em chỉ có thi thoảng có một hai mã bé trai thôi. Còn bình thường em không bán bé trai nhá. Em thích có mình bé gái thôi nên em bán có mình bé gái. Cái này là 16 này, 149.000 váy nhung nhá. Cái này lên là váy nhung cao cấp cho em, rất là mềm. Nhung đắt ren, mã này lên là 16. Đúng không? 16 cho em. 16, 149.000 váy nhung cho em, siêu đẹp luôn mà sang lắm. Cái này rất là đẹp luôn này. Đó, đính hạt này. Hạt này ren này, chạy ren toàn ren lá cao cấp không á. Toàn ren lá rất là đẹp, hàng thiết kế cao cấp cho em siêu mịn luôn nhá mọi người nhá. 40 à 16 chứ. Mã số 16 nha. 16 đi rồi lên bộ tiếp này. Chẳng nhau này em còn một ít thôi em sale này. Cái tím này còn không? À
bộ da cá 115.000, bộ da cá này lên cho em 48 này. 48 115.000 đi. Cái này lên là 48 cho em nhá. 115.000 chờ neo nhá mọi người nhá. Mã này lên là 48 size 17 cân đến 21 cân cho em ạ. 4 đến 5 tuổi mặc được cho em bộ này. 4 đến 6 tuổi cũng được á. 4 đến 6 tuổi vì cái bộ này nó form nó to. 21 cân 48 đi. 48 110.000 115.000 nhá mọi người nhá. 115.000 cho em mã số lên là 48 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em này 48 vàng, 48 đỏ này, 48 hồng này, 115.000 cho em nhá. 115.000 cho em mã số lên là 48 cho em, chứng tỏ váy vẫn chậm đúng không? Vẫn đậm đúng không? Vẫn được. Váy chốt mầm. Mầm. Có lên áo len bé 20, áo len 20 cân em hết rồi chị ạ. Áo len chỉ còn size 35 cân trở lên thôi nhá. Đầm bé 35 cân hiện tại hôm nay không còn đâu chị tình yêu ạ. 35 cân để mấy hôm đấy nhá. Rồi 35 cân mấy hôm nữa. Đầm xanh sau bao nhiêu? Ok đấy, lên đầm xanh. Đầm xanh sau cái này 110.000 vừa lên xong, mã số là 19 nhá. Đầm xanh này là 19 cho em đi. Áo len bé gái 20 cân em không còn đâu. Rồi chị nào lấy thì comment đây là con này là 48 đi nhá. Bộ da cá, bộ da cá cho em siêu đẹp luôn. 115.000 một bộ nhá. 115.000 một bộ cho em. Mã này lên là 48 kèm cân nặng cho em. Đinh Thị Mai 48 ok. Vàng hồng đỏ cho em nhá mọi người nhá. Vàng hồng đỏ cho em 48 đi nhá. 48 kèm cân nặng cho em là có đơn. Áo này siêu luôn này. Áo này còn size gì em? Áo này này. Rồi cái này lên áo 15 cân đến 40 cân cho em áo này. 49 này. 15 cân đến 40 cân cho em áo này. Váy nhung cho chị Minh Anh Vũ này. Bộ 30 cân em có đây, đợi em xíu nhá. Rồi cái này lên là 49 này. 49 đúng không? 49 áo này tặng cho các chị luôn 65.000 nhá. 65.000 đồng cho em áo này. Áo này là hàng da cá dập nổi cho em nha. Áo da cá dập nổi cho em rất là xinh luôn này. Đẹp lắm. Theo nhá, theo tay 49 này. 65.000 một áo nhá. Phối với lại quần thể thao cho em 49 cho em màu hồng này, 49 lên màu vàng này và màu xanh dương này, xanh dương này và 49 lên cho em màu xanh lá này, 49 cho em xanh lá này. Mã hàng 49 cho em nhé mọi người ơi, 49 cho em này, 65.000 cho em nhá. 65.000 đồng cho em 49 kèm cân nặng đi. 49 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhé mọi người ơi. Clean này là mã số 37, đây là mặt
mít bóng này, sải thơ 34 này, ngọc nga của 49 này, ok này. Rồi ok nhá. Rồi cái này đây là mã số 37 cho em một clean nhá mọi người nhá, một clean cho em này. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp. Để ở bên dưới là chạy bo chữ nha mọi người nha. Em gấp lên cho nó trông nhìn nó bộ nó đẹp ấy. Đây bộ này là có chạy chữ ở quần và ở áo này, rất là đẹp luôn mà nó đắt tiền ở như cái phần này này và thêu này. Đây là phần thêu cho em này. Đó thêu này. Đó cái này lên bộ ngựa là 37 đấy. 37 nhá. 37 cho em. 37 cho em. Chị ơi lên cùng cân ạ. 37 cho em 139.000. Áo len á, áo len là phải từ 1m3 trở lên mới mặc được nhá. Áo len tức là từ 35 cân phải 1m3 đến tầm 1m5 quay lại cho em nhá mọi người nhá. Áo len ấy nhá. 37 lên cân nặng đi mọi người. 37 lên cho em màu 37 không? 37 cho em màu nâu này. 37 cho em màu hồng này, 139.000 một bộ hàng da cá nhá. 37 cho em màu đen này. Đẹp lắm. 37 đen này. 37 lên cho em màu đỏ này. 37 cho em nhá. 139.000 một bộ. 139.000 một bộ. Mã hàng cho em là 37 kèm cân nặng cho em là có đơn đơn nhá. Đủ màu cho em. Rất là đẹp. 37. 37 giúp em nhá. Bộ lót nỉ em không có. Trời ơi, năm nay chắc là không lạnh đâu các chị ạ. Không phải mua để lót nỉ đâu em nói thật đấy. Ví dụ như mua cái bộ này mặc ở nhà nó thoải mái hơn á. Chứ mặc cái loại con nhà em bán mà em có bao giờ mặc lót nỉ đâu mà. Vì nó dày quá. Mặc lót nỉ buổi tối nó mặc nó cứ thoát mồ hôi thôi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em. Mã này đây là 37 cho em nhé mọi người nhá. 37 cho em màu đỏ này, 37 đen này. Đẹp lắm. 37 cho em màu hồng này. 37 lên cho em là màu nâu này. Màu nâu đây là mặt trước này. Đó mặt trước cho em. Mã hàng 37 cho em 139.000 một bộ thôi nhá. Cái này hôm trước em đang bán là 179.000 đấy. Hôm nay giảm xuống thì hôm nay là nắng lắm. Thấy nắng nên là phải giảm xuống á. Rồi có váy công chúa chưa? Váy công chúa bán hết rồi, vừa hôm nay vừa bán hết mấy trăm hàng sau á. Hôm nay không dám lên công chúa nữa luôn á. Công chúa hẹn công chúa 5 ngày nữa nhá. Rồi ok lên cho em bộ gấu này. Bộ gấu này size gì đấy? À đây là bộ chứ cái bộ LV này size gì em? Rồi LV này lên cho em size của mình size này á. Hết rồi à? Còn nhiều không? Còn nhiều tầm mấy bộ? Tôi còn 20 bộ em tặng các chị luôn. Bộ này cho em 115.000 một bộ này. Cái này lên cho em, mã này lên là đồng nai ship được rồi. 50, mã số 50 size cho bé là 20 cân nha mọi người nhá. 17 cân đến 20 cân cho em này. 115.000. Hết rồi, 115.000 sale luôn cho em bộ LV. LV 115.000 cho em nhé mọi người nhá. Vàng hồng nhá mọi người. Có hai màu vàng hồng 115.000 đi. công chúa hôm nay lên chốt kinh lắm. Mấy trăm váy mới về có 200 váy mà bán hết rồi. Bán hết mất xứ rồi. LV lên cho em mã số 50 đi. LV lên cho em mã số lên là 50 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã số lên là 50. 50 size 20 cân, 17 cân đến 20 cân cho em nhá mọi người nhá. Kịch lắm thì lên được đến 21 cân thôi nhá. 115.000 một bộ hàng da cá cho em kéo khóa xịn sò luôn. 115.000 cho em này, hồng với vàng. Hồng với vàng cho em nhá. Hồng với vàng cho em 100 mấy nhá. 115.000 nhá. 115.000. Hết pin công chúa. Chanel tím, cái này lên cho em là Chanel tím này. Chanel tím cho em, mã này lên là 51 đi. 51
nghìn nha mọi người ơi. Chất da cá nhá, hàng nhà em toàn bộ da cá hết nha các chị. Hàng đều da cá hết mà. Bộ da cá giống mấy cái chất kia hết mà, giống hết bộ da cá nhà em làm là một nhà hết đấy. Một nhà làm da cá hết đấy mọi người ạ. Rồi chị nào lấy đi comment lên cho em mã này lên là 51 nha. Lớp 1 30 cân à, lớp 1 30 cân thì cái này vừa này, à lớp 1 30 cân thì cao mét mấy? À set á, set thì ngày mai nhá, set mai. Mai có set nhá, mai có set đấy. Rồi bộ tím 20 cân không vừa đâu, phải từ 25 cân trở lên và 1m25 trở lên cho em 51 cho em đi, comment lên là 51 cho em nhá. 51 cho em nhá. 130.000. Ok nha, 51 cho Bích Nguyên này. Khen Nguyễn có 51 ok này. Bộ tím màu tím này đẹp lắm. Cái này tím trắng đó mọi người, không phải tím trầm đâu. Cái này tím ở ngoài mà rất là trắng luôn. Không đẹp, không lấy tiền, bao kiếm ha. 51 nha. 51 kèm cân nặng. Trần Phương lên số điện thoại chị ơi. Trần Phương lên số điện thoại. Trần Phương lên số điện thoại kìa. Trần Phương lên số điện thoại. Bộ này em chia rồi đúng không? Bộ này em chia rồi đúng không? Rồi cái này lên cho em 304 này. 15 cân đến 30 cân à. 15 cân đến 30, 32 cân cho em 04 này. Áo len vừa lên lúc nãy rồi. 15 cân đến 30 cân cho em này, 04 119.000 cho em 04 này. 04 nhá. Về Bắc Ca 35 cân, Bắc Ca hết 35 cân rồi chị ạ. Bây giờ hàng Trung Quốc họ không về được nữa ấy. Hàng Trung Quốc bây giờ không về được nữa, hết ít hàng lắm. Rồi Bắc Ca nhé, Bắc Ca bây giờ chỉ còn sai 20 cân thôi. Rồi cái này lên cho em là bao nhiêu nhỉ? 04 nha. Các chị em nói thật năm nay không nắng luôn các chị, à không lạnh đâu. Em thề các chị không lạnh đâu, dần dần thì chẳng có một mùa đông nữa ấy. Nóng chết luôn, nóng chết mẹ luôn á. Nhà em đây ở miền Trung đây này, ở Thanh Hóa này mà nắng chết thì này này. Hôm nay đang 30 độ ấy. Dần dần là sẽ không có mùa đông nữa luôn ấy. Nó chỉ lạnh có một đợt vài hôm thôi á. Mà thành ra em phải lấy nó thật nha, mua Bắc Ca cho con đi chơi á. Không đẹp không sang đâu. Không sang bằng váy đâu các chị ạ. Đó, Bắc Ca là chỉ mặc khi nào mà lạnh thật là lạnh. Là mới mặc được thôi. Rồi ok nhá. Cái này có một màu thôi, màu hồng này ở ngoài rất là đẹp. Màu hồng này ở ngoài gọi rất là đẹp. 04 nhá, 119.000 cho em 15 cân đến 30 cân 04 này. Màu hồng cho em nhá. Hôm trước về cái bộ này màu hồng hot nhất luôn. Màu hồng bán chạy nhất luôn. Đây chất liệu của nó là da cá dập này. Da cá dập cho em rất là đẹp luôn nhá. Không bay không xù. Không bay không xù cho em. Không bay không xù cái này. Lên cho em mã số lên là 04 đi. 04 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 04 119.000 một bộ cho em nhá. 04 cho em nhá. Cô lên váy đi nhá. Lên váy cho các chị nhá. Lên bộ nữa sau các chị mua bộ nó chầm chầm đấy. Bộ hoodie này. Rồi lên bộ hoodie cô gái này. Chưa. Mã số 50 mấy đấy. 52 này. Mã số 52 này. Form size cho bé là từ size gì đấy. Sai cho bé 15 cân đến 22 cân cho em 52 cho em này. 129.000 nhá. 129.000 lên con này cho em mã số lên là 52 đi. 52 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 52 kèm cân nặng cho em là có đơn. Cho em nhé mọi người. Màu hồng ở 52 lên cho em là màu vàng này. 52 hồng, 52 vàng này. Huỳnh Thư có 04 này, Huỳnh Viễn có 04 ok này. Rồi cái này lên là 52 nhá. 52 bộ hoodie cô gái cho em size 15 đến 22 cân cho em. 15 cân đến 22 cân cho em với giá là 129.000 một bộ. 129.000 cho em màu hồng với màu vàng cho em nha. Hồng vàng cho em 52 đi. Bộ hoodie cô gái nhá. 52. 52. Chị Huỳnh Thư. 52. Ok. Các chị lên cân nặng đi, Huỳnh Thư lên cân nặng đi. 52 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Rồi ok, lên váy hả? Váy bao cân? Rồi chị nào lấy thì comment là 52 bộ hoodie nhá mọi người. Bộ hoodie cho em nhá. Ok. Váy hả? Rồi lên cho em mã số 53 này. Váy này, váy tim này. Váy tim là mã bao nhiêu đấy? Váy tim lên cho em 15 cân đến 18. 15 cân đến 22 cân ạ. Hay là 25 cân? 18 này, lên cho em váy tim là mã số 18 này. 15 cân đến 22 cân cho em 99.000. 15 đến 22 cân 99.000. Mã này lên là 18 cho em nhá.
18 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn. 18 đi. 18 cho em. Huỳnh Thư 04 rồi, ok, lên váy xanh đang treo. À váy xanh này hả? Váy xanh này đúng không? Ok. Đấy, đây là 18 cho em này, màu hồng này, màu ven nhá. 18 cho em màu vàng này, hồng vàng cho em. Form size là từ con này có size cho bé là từ 15 cân đến 22 cân cho em nhé mọi người ơi. 99 nghìn một cái, chất liệu của nó là thun boy mềm cho em nhá. 99 nghìn cho em này. 99 nghìn cho em. Màu hồng này, màu vàng này, đẹp lắm. Cái này rất là đẹp, dáng búp bê rất là xinh luôn nhé mọi người. 99 nghìn một cái nhá. 99 nghìn cho em. Chị nào lấy thì comment lên cho em mã số lên là 17 nhá. 17 mà nói quên. 18 nhá. Bộ nhung em không có rồi. 18 nhá. Bộ nhung em không có ạ. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 18 cho em. Hồng vàng. Đan Thương 18, Nguyễn Thà 18. Ok, 99 nhá một cái thôi các chị ạ. Xinh lắm, chất thun boy mềm lắm. Thấm hút mồ hôi cho em nhá. 18 đi nhá. 18 cho em. Váy xanh này là 19 nhá. Váy xanh này là mã số 19 cho em này. Váy xanh này là mã số 19 cho em này. Form size từ 15 cân đến 28 cân cho em váy xanh này nhá. Váy xanh này có giá là 110.000. Váy xanh này là chất liệu của nó là bị tơ mềm lắm. Cái này không hề bị nhăn luôn, dáng A nhá mọi người nhá. Váy xanh này lên cho em mã số lên là 19 đúng không? 19 nhá, 110.000 cho em. 110.000, mã hàng là 19 cho em này, màu xanh này. 19 lên cho em màu màu hồng này. Và 19 lên cho em là màu nâu tây này, màu nâu tây cho em. Mã này là 19 cho em nhá. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn đi. 19 110.000. Size 28 cân quay đầu cho em con này. 28 cân quay đầu cho em con này nhá. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn ạ. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn ạ. Rồi 19 cho em nhá. Đồ bộ bé 32 kg với em. Bộ treo sau bao nhiêu? Bộ treo sau là 139.000 nhá. Bộ treo sau 139.000 cho em. Bộ 32 cân có đây thay. Bộ 32 cân cái này này. Bộ 32 cân đây, bộ này 32 cân này. 15 cân đến 32 cân này. Mà mã số 37 này, bộ này là size 15 cân đến 32 cân, mã số lên là 37 cho em bộ ngựa nhá. Bộ ngựa cho em này 139.000. Chất liệu là da cá, bộ ngựa này là 37 cho em. Mã số này là 37 cho em. Màu hồng, màu nâu này, bộ này đẹp lắm. Màu đỏ này, mã số này đây là 37 cho em nhá. Màu đen này, 37 kèm cân nặng. Đây là mặt trước này. Đó, mặt trước cho em và chạy. Đây này, cái này có bo chữ đấy mọi người ơi. Cái này dáng này là phải mặc nó ôm ôm mới đẹp lắm. Đấy nhá. Cái này là phải mặc ôm ôm xong nó cho lòi cái cạp đấy ra này. Đó, như thế này là mới đẹp này. Rất là đẹp luôn. Bộ này chạy bo chữ, nó rất là đắt ở cái phần bo chữ ấy. Đây là 37 cho em nhé mọi người nhé. 20 cân vừa. 20 cân vừa mà. Bộ này 20 cân vừa mà mã số 19, 20 cân cũng vừa. Em không biết chị hỏi mã nào, em trả lời cả hai mã luôn. Mã này đây là 37 cho em nhé. 37, 139.000 màu đen này. 37 lên cho em màu đỏ này. 37 lên cho em màu nâu này. Và 37 cho em màu hồng này. Mã số lên là 37 kèm cân nặng cho em là có đơn nhé mọi người. 139.000 nhé. 139.000 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Lên cho em một con váy hoa tơ này. Mã này bao nhiêu? Lên cho em một con váy hoa tơ cao cấp này. Cái này đẹp lắm này. Mã 25. Mã số 25 này, cái này rất là xinh. Mã số 25 váy hoa tơ này. Này sang lắm. Hoa tơ rất là sang. Mã số 25 size 15 cân đến 28 cân cho em nhá. 110.000. Còn váy thủy thú dài tay không còn nha. Chị ơi size bao nhiêu cân ạ? Rồi cái này lên cho em là mã số bao nhiêu? 25 đúng không? 25 110.000 cho em nhá. 110.000 cho em, mã số lên là 25 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em 25 này. Màu xanh này, 25 cho em màu vàng này. 25 lên cho em là màu đỏ hồng này. Cái này là màu hồng cam ấy. Tại như màu hồng cam cho em, mã này lên là 25 cho em nhá. Hoa tơ cao cấp cho em, mã số lên là 25. 15 cân đến 28 cân cho em. 15 cân đến 28 cân cho em, mã số lên là 25 cho em nhá. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này, 25 cho em màu xanh này. Rất là sang, đẹp lắm. Cái chỗ dạng tơ cao cấp cho em, nó rất là mềm luôn cho em. Và phần này có bèo này, nó có bèo cho em nhá. Mã số lên là 25 đi. 25 cân, váy thủy thủ 25 cân em còn. Hồng Nguyên Lê á. Một là chị không nghe máy, hai là cho
sai số điện thoại. Xem riêng em không có, xem riêng em không có nhá. Chờ chị nào lấy đi comment cho em là 25 đi nhá. Mã số đây là 25, kèm cân nặng cho em váy tơ cho em đấy mọi người ơi. Váy tơ cao cấp cho em nhá, váy tơ cho em nhá. 100 tự nhiên trần nhỉ. Mọi người chấm bài lên đi. 200 người mà xem như thế là 20 người luôn. Lúc nãy bán là mầm. Rồi ok nha. Váy thủy thủ này là mã số bao nhiêu em? Rồi lên thủy thủ cho em này. Thủy thủ cho em size 20 cân đến 26 cân cho em. Thủy thủ này là 119.000 nhá. À 110 đúng rồi. Đúng rồi. Thủy thủ 115.000 hay 119.000 đấy. 19.000. Thủy thủ nào? À, mã 27. Rồi váy thủy thủ cho em là mã số 27 nha mọi người nhá. Váy thủy thủ cho em là mã số 27 cho em, size 20 cân đến 27 cân cho em với giá là 119.000. À 115.000 váy thủy thủ cho em này, mã số 27 cho em đi. 27 trắng và 27 xanh nhá. Thủy thủ là 27 trắng, 27 xanh cho em, 27 trắng, 27 xanh cho em xem đầm đằng sau ạ. Màu xanh ấy hả? Ok. Cái này đây là 27 cho em đầm thủy thủ này. Nơ liền nha mọi người. Cái này là nơ liền cho em nhá. 115.000 một cái thôi. 115.000 cho em, mã số lên là 27 đi nhá. 27 xem cân nặng cho em có đơn. 27 nha. Đầm xanh này hả? Đầm xanh này là mã 19 nha chị ơi. Đầm xanh này cho em là mã hàng 19 nhá. Form size là từ 19. Cái này đây là 19 này. 19 này, cái này đây là 19 cho em, form size 15 cân đến 28 cân, mã số 19 này, 110.000, màu xanh, 19 cho em màu hồng, 19 lên cho em màu nâu tây, 110.000 nhá, 110.000 cho em, mã này lên là 19 cho em đi, váy bèo nhá, 110.000 cho em, chị nào lấy đi comment là 110.000, mã số là 19 nhá, mã hàng 19 cho em đi, 19 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Rồi cái này lên cho em mã tiếp theo này, váy hai dở, váy hoa này, đặt mã này. Rồi lên cho em con hoa bèo này, hoa bèo cho em size 17 cân đến 24.99.000. Size gì nhỉ? 17 cân đến 25 cân cho em, mã này là 14 này, 14 váy bèo nhé mọi người nhé, váy bèo cho em 99.000. 14 cho em, lên con này cho em mã số là 14 cho em. Bộ bao cân chị, bộ bao nhiêu cân? Bộ cân nặng bao nhiêu để em biết được em lên. Rồi cái này lên cho em là 14 đi. Mã số 14 cho em, size cho bé là từ 17 cân đến 25 cân cho em. Váy hoa nhá, váy hoa cho em 99.000 một cái này. 25 cân quay đầu cho em, màu vàng này, màu xanh này, mã hàng cho em này, màu màu hồng này, màu hồng cho em này, màu hồng. Chị nào lấy comment lên cho em mã số lên là 14 đi. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. 14 cho em nhá. Không có 11 cân chị ạ, nhà em không bán size nhí nhá. Size nhí nó hơi hiếm. Bán size nhí nó chậm nên em không bán size nhí ấy. Rồi chị nào lấy đi comment là 14 cho em nhá mọi người nhá. Áo lên, áo lên, áo lên, em lên rồi mà, áo lên có mình cái mã kia thôi, còn áo lên em hết rồi nhá. Áo lên em lên có mình cái mã số 3734 đây. 34 áo lên đấy thôi. Áo lên em hết rồi. Rồi chị nào lấy đi comment là 14 nha. Nắng rồi là phải đẩy hết hàng đông đi đây này. 14 nha. Rồi váy tơ này không biết còn size gì nha. Tơ này trộn nhiều hả? Chị lấy báo size 22 cân. Rồi lên váy tơ cho em này. Mã này lên cho em là 15 này. Mã này lên là 15 cho em này. Size cho bé là từ 15 cân đến 22 cân cho em. Mã này lên là 15 váy tơ cao cấp cho em nha. 110.000. 110.000 cho em, mã này lên là 15 đi. Rồi, cái này lên là 15 cho em này. 15 kèm cân nặng cho em là có đơn này. 110.000 cho em. 15 110.000 cho em nhé mọi người ơi. Màu hồng này, tơ trắng này. Và tơ gì nhỉ? Tơ nâu cho em này. Tơ nâu cho em, 110.000 cho em nhé. 110.000 cho em. 110.000 cho em. 15 cân đến 22 cân cho em nha. 15 cân đến 22 cân cho em.
mình tắt bố đây, em còn tắt bố đi mọi người này, tắt bố cho em nhé mọi người ơi, tắt bố cho em này, đấy, tắt bố cho em nhá, size 15 cân cho đến 25 cân cho em tắt bố này, tắt bố cho em với giá là bao nhiêu? 40.000 một đôi, 40.000 một quần nhá, 40.000 một quần, 40.000 một quần cho em, mã này lên cho em là 53 đúng không? Cái này lên là mã số 53 cho em đi, 53 cho em quần bốt nhá, 53 size 15 cân đến 25 cân cho em, mã số lên là 53 này. Các bạn 4 chiều cho em, cái này chất liệu đó là cotton len nhá mọi người ơi, cotton len này không bay không xù nhá mọi người ơi, mặc rất là thích và không bị xước vải nhá, không bị xước vải cho em 40.000 một quần nhá. Có mẫu nào 35 cân không chị? Váy á chị, váy hôm nay hết 35 cân rồi, 35 cân hẹn chị 2-3 hôm nữa nhá, 35 cân hẹn 2-3 hôm nữa đi. Rồi, chị nào lấy đi comment cho em quần bốt là 53 nha mọi người ơi. Quần bốt cho em mã số lên là 53 đi. Rồi, ok nha. Ok nha, 53 cho em quần bốt đi, 53 cho em nhá. Rồi ok nhá, rồi lên tiếp cho em này, 53 cho Duyên con nít ok này, Trần Hương Duyên cái gì Hương mới có ok này. Rồi ok này, lên tiếp cho em này, bây giờ lên hàng lễ size đi nhá, nhiều hàng lễ size lắm đi. Lên tiếp hàng lễ size cho em này, 54 này, 54 size 30 cân này. Rồi cái này lên cho em 54 30 cân váy bukri cho em này, 60.000 50.000 thôi, 54 50.000 cho em này. Mẫu tơ thì có mình cái vượt lên là 55 đấy thôi, mã số 15 đấy thôi, quên. Chợ hôm nhắn tin có đi đơn cho em này, không biết đặt hàng lại. Tuyên Nguyễn á, có nhân viên check inbox là có đi đơn rồi đấy chị nhá. Rồi ok, quần jean em hết rồi. Rồi cái này lên cho em là 54 đúng không? 54 nhá mọi người ơi, 50.000 cho em size 25 cân. 54 nhá, áo khoác bao cân chị? Áo khoác bao cân đấy? Rồi ok nha, chị nào lấy bukuri này thì comment là 54 đi, 50.000. Áo khoác 27 cân á, 27 cân à, 27 cân em chỉ có áo phao thôi, 27 cân là 27 cân có áo dạ cao cấp cũng được không? 54 cho Kiều Trang này, 54 cho Kiều Trang một ngày sáng nhẹ rồi đấy. Bỏ lên cho em còn hai cái size 15 cân 2 tuổi này. Rồi cái này lên 15 cân 2 tuổi cho em một cái đen một cái trắng, áo bò em tặng 50.000 luôn cho em áo bò này. Mã này lên là 56 này, 55. À 55 này. 55 nhá. Cái này lên 55 50.000 cho em này. 55 50.000 size 15 cân. 15 cân 2 tuổi cho em nhá. 15 cân 2-3 tuổi được á. 15 cân 2-3 tuổi có hai cái màu đen và màu ngừa xanh nhá. 55 50.000 cho em 54 hết. 55 50.000. 55-50.000 đồng cho em, 55-50.000 cho em nhé. Không có của bé trai đâu. Rồi 56 này, cái này lên cho em 20 cân đến 22. Đọc xem cái sai kia sai gì đây. 20 cân đến tầm 23 cân cho em này. Số hay chữ? Đây là S. Rồi 56. 56 này. 55 cho Phạm Thơ hai cái này. Rồi 20 cân đến 25 cân. 20 cân đến 25 cân cho em 56 này, 45.000 cho em nhá. 56 váy bèo 2 dây 45.000 cho em 56 này. Đây mã này lên cho em là 56 đi. Đó, 56 45.000 thôi nhá. 20 cân đến 25 cân cho em, mã hàng kèm cân nặng đi 56 cho em nhá. Đập bé đi tiệc, cả đi tiệc hiện nay hiện tại là đang hết chị ạ. Hiện tại là em đang hết, tại vì lúc nãy chốt nhiều quá nên bây giờ hết mất đập đi tiệc, và đợi thêm 2-3 hôm nữa chị nhé. Các chị lên cân nặng đi, các chị lên cân nặng đi nào, lên cân nặng đi, có đơn không? Lên cân nặng đi, thấy nhá.
nhiêu, 80.000 luôn cho em bộ này. Mickey này lên cho là 57 đúng không? 56 ạ, 57. À 57, 57 nhá. 20 cân với lại 25 cân có hai bộ thôi. 57 cho em nhá, 80.000. 57, 20 cân thì 20 cân cho em nhá, có hai bộ thôi ạ. Hay Kiều Trang một bộ 20 cân này. Còn một bộ 25 cân. Còn một bộ 25 cân cho em nhá. 10 là 20 cân này. 12 là 25 cân này. 80.000 một bộ rất đẹp lắm. Cái này hàng Việt Queen, chị nào mua Việt Queen này ghét hết, thì chắc không dụng mà đẹp lắm. Mịn, nó mịn mặc sướng lắm. Trắng nhá, 17 cho em màu xanh nhá, 17 lên cho
hồng nhá. 37 lên cho em màu vàng nhá. Màu vàng cho em mã hàng là 17, kèm cân nặng cho em là có đơn. 119.000 chứ. 119.000 cho em nha. 119.000 cho em nha. Nhân viên nó sẽ đọc nha các chị nhá. Không phải là cứ comment là có
và có dự cho dự bị được 35 cân. 129.000 một bộ, bán này lên là 36 đi. 36 kèm cân nặng cho em, là có đơn 261, em không có 27 cân đâu, 61 có một bộ. 61 có một bộ thôi. 61 cho chị nào đấy. 61 cho Hương Đào lên cân nặng đi. Hương Đào lên cân nặng đi chị. Rồi cái này lên cho em là mã số 36 nha mọi người nhá. Mã số là 36 cho em nha mọi người ơi. Màu đỏ này, 36 cho em màu vàng này, là 36 lên cho em là màu hồng này. Mã hàng 36 cho em nhá. Con size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân nhá. Chốt dự bị 35 cân. Chốt dự bị 35 cân cho em 129.000 một bộ. 129.000 một bộ cho em. 129.000 cho em nhá. Đây có pha sọc rất là đẹp, một bộ này đẹp lắm. Chất da cá rất là dày. Da cá dày lắm. 36 nhá. Giờ là 36 thì có mê là 36 cho em. 36 kể cho nặng cho em có đơn. Mã hàng 37 này. Đây thì sai đúng không? Rồi cái này lên cho em 37 này. Em mã số 62. 62 này. Mã này lên bé trai em không có nhá. Em không có lên bé trai. Rồi cái này lên mã số 62, bộ trời neo pha hoa hồng cho em này. Form size 17 cân đến 35 cân cho em. Mã này 62 nhá. 62 135.000. 135.000 lên con này cho em là 62 cho em nhá. Màu đỏ này. 62 lên cho em con này màu hồng này. Đó. Và 62 lên cho em con này là màu đen này. Màu đen cho em nhá. Chất liệu là da cá cho em nha các bác ơi. Da cá cho em pha hoa hồng rất là đẹp. Và đây là khóa đồng cho em nhá. Cái này là khóa đồng cho em. Mã này lên là 62 đi. Đen này, 62 này, hồng này và 62 cho em là màu đỏ này, bộ khóa nhá. Size 35 37 cân quay đầu cho em ạ. Con nón này. Mã này lên là 62 cho em đi. 62. Mã hàng 62, 62 135.000 một bộ. Ui giời, bán bộ nhà em bằng bộ bằng cái váy. Sẽ chết thì được. Biết cả châm của 36 ok nhá. Lên để cho em không có đâu các tình yêu ạ. Rồi chị nào lấy thì comment đây là 62 cho em nha. 62 135.000. 135.000 đồng, mã hàng là 62, kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá. 61 em hết rồi. 20 cân, 61 cho Hương Đào rồi còn gì. Đúng không? 61 cho Hương Đào 20 cân rồi còn gì. Rồi cái này lên là 62 đen này, 62 hồng này và 62 cho em là màu đỏ nhá. 62 cho em nhá. Tay von dài tay treo phía sau có 18 cân không? Tay von dài tay có 18 cân. Có nhá. Cái đấy là váy tơ chứ phải von đâu. chip 85.000 còn 10 chip ạ.
hộp đủ màu cho em nha. Một hộp đủ màu này. Đó, không nhất thiết là những cái màu đang cầm đâu nhá, có những cái màu khác nha mọi người ơi. Hộp 5 cái hoặc là hộp 10 cái cho em. Các chị comment là chip 5 hoặc là chip 10 cho em nhé mọi người nhá. Chip 5 hoặc là chip 10 giúp em. Quần chip thì lên là chip 5 hoặc là chip 10 nha. Ok, chip 5 hoặc là chip 10, 25 cân đến 45 cân cho em nha các bác nhá. 25 cân đến 45 cân cho em này. 25 cân đến 45 cân cho em.